Rất cảm ơn quý vị đã vẫn giữ băng tần 57.6 và 16.8 của hệ thống truyền hình VBS. Tiếp theo sau đây, chị Mỹ Lan sẽ mở đầu cho phần tin châu Á. Thưa quý vị, nguy cơ xảy ra nội chiến tại Miến Điện. Người đứng đầu Tổ chức Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ngày hôm nay tuyên bố rằng Miến Điện đang đối mặt với viễn cảnh đáng báo động về một cuộc nội chiến leo thang khi cuộc nổi dậy chống lại chính quyền quân sự ngày càng được mở rộng. Michelle Bachelet nói với Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc rằng thời gian không còn nhiều để các quốc gia đẩy mạnh nỗ lực khôi phục nền dân chủ và ngăn chặn một cuộc xung đột rộng lớn giữa chính phủ quân sự và lực lượng kháng chiến tại Miến Điện. Miến Điện đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi chính phủ của bà Aung San Suu Kyi bị quân đội lật đổ vào tháng 2, làm bùng lên cuộc nổi dậy trên toàn quốc. Quân đội của Miến Điện đã mở cuộc tấn công để đàn áp dã man người chống đối kể từ khi các nhà lập pháp bị lật đổ, kêu gọi mở cuộc chiến tranh nhân dân để lật đổ chính quyền quân sự. Bachelet kêu gọi các nước ủng hộ một tiến trình chính trị có sự tham gia của tất cả các bên, nói rằng khối ASEAN và các cường quốc có ảnh hưởng nên sử dụng các biện pháp để đảo ngược cuộc đảo chính quân sự và vòng xoáy bạo lực. Bachelet cho biết hơn 1.100 người đã chết dưới tay lực lượng an ninh kể từ sau cuộc đảo chính, trong khi hơn 8.000 người khác, gồm cả trẻ em bị bắt và hơn 4.700 người vẫn đang bị giam giữ. Thưa quý vị, súng trường bắn tỉa của Trung Quốc gây sợ hãi khắp Á Châu. Trong khi quân đội của Mỹ lo ngại về chiến thuật và súng trường tối tân của Nga, thì Trung Quốc cũng đang đạt được những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực này. Trong thập niên năm 1980, người Trung Quốc sử dụng các thiết bị tương tự như Liên Xô, thì ngày nay họ sử dụng các trang bị khá khác nhau, bao gồm súng trường có cỡ nòng của NATO. Vào thập niên năm 1980, Trung Quốc và Liên Xô sử dụng cùng một loại súng trường bắn tỉa, mặc dù những khẩu súng trường này được mô tả chính xác hơn súng trường thiện xạ ở phương Tây. Liên Xô đã sử dụng SVD, một khẩu súng trường sử dụng khí nạp của hộp tiếp đạn 10 viên và có tầm bắn hiệu quả khoảng 800 mét. So với loại đạn bắn tỉa của Nga, thì SVD có thể đạt độ chính xác cao. Trung Quốc đã sản xuất phiên bản SVD cùng với ống ngắm quang học của Liên Xô. Loại súng này đang là mối đe dọa gây bất ổn tại các quốc gia Á Châu. Thưa quý vị, căn phòng có kích thước 2 giường King được ưa chuộng ở Hồng Kông. Theo một tài liệu của chính phủ, nhà xây dựng hàng đầu của thành phố Sun Hung Kai Properties đang xây dựng những căn nhà nhỏ chỉ bằng 2 chiếc giường King đặt song song ở khu Sai Kung của New Territories. Hầu hết thì trong số 5.400 căn đang được xây dựng chỉ có diện tích 26 m², trong khi một số căn còn nhỏ hơn với 8.2 m². Các căn nhỏ nhất có kích thước bằng 2 giường king, không có nhà bếp hoặc phòng tắm. Bất chấp sự hạn chế về diện tích, những căn nhà nhỏ xíu này vẫn thu hút người mua trong bối cảnh bất động sản trở nên khan hiếm. Vào tháng 7, chính phủ Trung Cộng đã đặt mục tiêu xóa bỏ tất cả các ngôi nhà nhỏ ở Hồng Kông vào năm 2049. Họ thường đổ lỗi cho chính sách độc quyền của các công ty lớn gây ra cuộc khủng hoảng nhà ở tại Hồng Kông. Gần đây, giới chức thẩm quyền Trung Cộng yêu cầu các ông trùm xây dựng của thành phố mở rộng nguồn lực giúp cho Bắc Kinh giải quyết tình trạng thiếu nhà ở. Giám đốc điều hành Hồng Kông, bà Carrie Lam hôm thứ Ba cho rằng tình trạng thiếu nhà ở và nguồn cung cấp ngày càng giảm sẽ được ưu tiên giải quyết trong hệ thống chính trị chỉ dành cho những người yêu nước. 4 công ty bất động sản khổng lồ của Hồng Kông đã mất 6.7 tỷ Mỹ Kim vì bán tháo bán đổ nhà cửa vì lo ngại rằng chính quyền sẽ ra lệnh kiểm soát giá nhà ở. Ngày càng có nhiều tin đồn nói rằng giới chức thẩm quyền Hồng Kông sẽ giới hạn giá và hạn chế việc mua bán để loại bỏ nhiều loại nhà mà họ cho là không phù hợp. Tai nạn phi cơ ở Nga, tất cả 6 thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng, thưa quý vị. 6 thành viên phi hành đoàn trên một chiếc vận tải cơ của Nga đã bị thiệt mạng khi rơi xuống đất phía ngoài thành phố Khabarovsk của Viễn Đông. Đống đổ nát được tìm thấy sau khi chiếc phi cơ biến mất khỏi màn hình radar vào tối thứ Tư.
Hình ảnh vụ tai nạn cho thấy các mảnh vỡ của chiếc phi cơ vận tải Antonov AN-26 nằm rải rác trên các cành cây bị gãy. Phi cơ Antonov được sản xuất từ thời Liên Xô, vẫn được sử dụng khắp Liên bang Xô Viết trước đây để vận chuyển hành khách dân sự và quân sự. Các nhân viên điều tra cho biết, các mảnh vụn của chiếc phi cơ được tìm thấy trên sườn núi trong khu bảo tồn thiên nhiên Bolshyi-Kyzyl, cách Kavakovsk khoảng 20 cây số về phía nam, thưa quý vị. Và đó là phần tin châu Á sau phần quảng cáo thông tin thương mại. Một lần nữa chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Việt Nam với những tin chính sau đây. Việt Nam phản đối vận tải cơ Trung Quốc hạ cánh xuống quần đảo Trường Sa. Bắt giữ tài xế liên quan đến vụ buôn người Việt Nam sang Anh Quốc bất hợp pháp.